Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhân Kiệt. Hôm nay Nhân Kiệt sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ đồ chơi mà Nhân Kiệt được tặng vào sinh nhật lần thứ 10 của mình. Bộ đồ chơi có 154 chi tiết xếp thành một chiếc xe xúc màu đỏ ạ. Chúng mình có thể xếp mọi mô hình mình thích. Còn các bạn thì sao? Bộ đồ chơi các bạn yêu thích là gì? Hãy chia sẻ cho Nhân Kiệt biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.